Thường thường trời mưa, sau cơn mưa thì đất nó mềm á. Thư Phan đi làm cỏ, khi mà đất nó mềm á, cái cỏ của mình á nhổ lên rất là dễ cô chú anh chị em, cho nên là Thư Phan hay canh trời mưa. Còn ở Việt Nam đó, hồi xưa Thư Phan thấy á, là mấy chú mấy cô á là canh trời mưa đi 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 rải phân ấy, thì khi trời mưa đó phân nó tan, cái nó trời mưa nước mưa làm cho phân tan á, cho nên cây rất là tốt. Hình như Thư Phan cũng nhớ có chia sẻ với cô chú anh chị em rồi, là khi mà mình giờ thì dễ, hồi xưa đâu có ai đâu có cái dự báo thời tiết đâu, giờ thì có dự báo thời tiết, cho nên mình biết được là có thể bao nhiêu phần trăm mưa. Thì trước khi mưa đó là cô chú anh chị em có phân hột phân gì đó rải, thì khi mà mưa đó cái phân nó tan ra làm cho đất nó thấm rồi tốt, cây tốt dữ lắm cô chú anh chị em. Nếu mà cô chú anh chị em áp dụng thử cái cách mà Thư Phan nói á thì có thể cây sẽ rất là tốt. Thư Phan cũng hay làm vậy. Rồi sau cơn mưa thì Thư Phan đi làm cỏ, là chỉ có cái đơn giản mà Thư Phan hay thường làm, thường xuyên áp dụng như thế đó, thì cũng Thư Phan thấy nó cũng thành công đó. Nếu cô chú anh chị em muốn áp dụng theo Thư Phan thì cứ làm. Giờ Thư Phan nhổ cái cỏ của cái bếp này để Thư Phan trồng, coi có gì trồng, có tính bỏ rau đắng Nhật qua. Thì Thư Phan không có muốn nó mọc tờ lưa nữa, mà muốn nó gom lại từ bếp hết. Đôi khi nó cũng bò lan cô chú anh chị em. Vườn Thư Phan cây me rất nhiều ghê á. Thì mỗi lần Thư Phan làm cỏ đó, Thư Phan xách theo cái rổ này nè, Thư Phan bỏ vô, rồi cái đầy là cái ông xã Thư Phan kéo thùng rác vô ảnh đổ lên giùm. Có khi thiệt sự nhiều khi không có nghĩ làm vườn, cái ra thấy cỏ cỏ ngồi xuống bức luôn, cái bỏ bỏ tùm lum vườn á. Thế là ông chủ nói bài tùm lum. Cho nên là bữa nay mỗi lần Thư Phan làm giờ là nhớ xách theo cái rổ. Chú anh chị em thấy không, trời mưa cỏ nhổ dễ lắm, đất nó mềm á, cái chỉ cần mình bứt cái nó lên à. Còn mà trời nắng á, đất nó cứng nhổ cực lắm. Mà trời mưa đó đất cỏ tốt dã man. Chàng cua Thư Phan bắt đầu mọc lý nhí rồi. Thì Thư Phan rất là thích trời mưa, tại vì trời mưa mình không có cần phải đi tưới cây, mà sau cơn mưa đó đất ở cây rất là tốt, nước mưa nó có một cái chất gì đó làm cho cây mình xanh tốt. Nhưng mà sau cơn mưa thì vườn mình có ốc xuất hiện, và nhất là cái con mấy con quỷ này nè. Quỷ này kêu con gì Thư Phan quên rồi. Đó, nó bắt cặp luôn, kêu là con bà chằn. Đúng rồi, con bà chằn, biết Thư Phan phải không nữa, Thư Phan nhớ vậy đó. Thì Thư Phan ra vườn, Thư Phan cầm cái kéo cũ nè, Phan dứt nó luôn đó. Chứ mình không có giết nó là nó xử cây của mình y như ốc vậy cô chú anh chị em, nó ăn tè le luôn. Thì sẵn dịp mà Thư Phan nhổ cỏ đó, thì Thư Phan thấy ngò gai nó đang rơi rớt này cô chú anh chị em, cho nên là Thư Phan nhổ nó, di dời nó lại một chỗ. Cái ngò gai á tuy mà khó lắm nhưng mà rất là dễ nè, hột nó rụng nó lên tùm lum hết á. Rồi xong mà sau khi nó rụng đó thì mình nhổ mình gom nó về một chỗ thì nó sẽ tốt. Còn nhiều khi mình gieo mà mình cưng á, nó không có lên cô chú anh chị em, coi nè, lên li ti vậy đó. Cái dụng cụ mà để ra vườn làm cỏ của Thư Phan là cái xẻng và cái kéo. Cái xẻng á thì để đào những cái này nè, cái me đất này nè bỏ, còn cái kéo thì cắt những con sâu.
cho nên là lúc nào tôi mang cũng có hai cái món đó đi trong cái rổ đựng rác. Thì bữa nay bầu này là bầu lê, tôi phan trồng, tôi phan sinh của một người chị, chị Vân, chị cho em rồi em chia hết, chừa lại có vài hộp em trồng thôi. Thì trồng được hai cây, cho chia nhỏ em hết cây, còn cây giờ nó bự, cái lá nó nè cô chú anh chị em, nó to giả man không. Giờ tôi phan cắt hết lá để cho cây nó vượt lên, chứ để mình để lá đó nó nuôi lá thì cây nó không có được tốt. Lá bự lắm luôn á. Đây, cho vô rác luôn. Trời ơi, ra má khắp vườn luôn. Đó, thì cái dây bầu thứ phan đang bò lên nè. Sau cơn mưa, vườn cái gì cũng tốt, cái gì cũng lên giả mang cho các anh chị em ơi. Nè, xanh tốt một màu. Trời ơi, rau má diếp cá xâm đất nó tốt, thấy mà ham luôn. Trời ơi, diếp cá với rau má mà nó lẫn lộn vậy nè, một góc thôi ngoài kia đầy luôn các anh chị em ơi. Nó khủng khiếp. Bụi ngót bắt đầu lên rồi nè, tôi biết em. Cái cây này tôi đang trồng 4 năm rồi đó. Chết đi sống lại, chết đi sống lại làm hoài luôn á. Mới được bên đây mà đau cả lưng rồi cô chú anh chị em. Nhỏ. Mới con gốc à, chưa tới đâu hết. Cỏ mực ngải cứu, trời ơi ngải cứu quá trời, không có trồng nên đẻ thì nuôi mà biết sao giờ. Cỏ mực nè, cái phan nhỏ bỏ quá trời luôn. Cỏ mực với lại cái gì, mã đề nó kinh khủng lắm. Nó mà lên một phát rồi là hả, không có biết đường nào mà đỡ nó luôn á cô chú anh chị em, dã man lắm. Bùn ngót của Thư Phan lên được như đây rồi nè. Đó, hồi nãy Thư Phan quay mé bên kia, giờ quay mé bên đây. Sau khi trời mưa ốc quá trời, đây là trong kẹp cà chua bi lớn nhanh như thổi, trồng một lần không có còn, không có cần trồng lại của chú anh chị em. Tự nó lên. Bây giờ bữa nay sẵn tôi đang làm cỏ nè, tôi đang cắt tỉa hết lá của nó luôn, không có chừa lá nhiều, tại vì chừa lá nhiều quá nó không có trái nhiều. Nhưng mà hiện tại của Thư Phan là hoa trái rất là nhiều, dễ thương lắm. Cà chua bi giống như là trái dâu nhỏ nó cô chú anh chị em. Năm nào Thư Phan cũng quay đây nè, có cái cây này nó đang lớn nè. Thật sự là những cái cây này nè, trái cưng lắm, mà nó sai trái nè, hoa quá trời luôn, mà phải cắt tỉa lá. Bây giờ tôi phan mới làm nè, không có thời gian, quá trời quá đất. Đây là bí đỏ, bí đỏ mà trái lồi dẻo đó cô chú anh chị em. Hôm qua tôi phan thấy một hoa, bữa nay trổ hoa nữa rồi đây nè. Hoa cũ nè, hoa mới nè. Giờ nó bò, không biết chỗ đâu mà cho nó bò nữa. Nó to quá. Tôi phan quên cái vụ mà nó bò. Tôi phan tính cho leo quên. Giờ nó bò không biết chỗ đâu đây. Một vàng thập cẩm nè. Cho anh em nhìn nha.
Ít nhất trong đây là 10 loại, Thư Phan nghĩ vậy đó. Cái này là mướp nè, cái này là mồng tơi nè, sâm đất nè, rau đai nè, nhãn lồng mồng tơi nè, rau sam nè, mồng tơi nè, lá é nè, ra mồng tơi đỏ nè, điên điển nè, cà chua nè, cải nè, rau má nè, rau đắng nè, nhãn lồng, rau sam. Nhãn lồng nó lên có nồi nè cô chú anh chị em. Dã man quá. Này là dưa gang nè. Mới đầu đeo bao tay lịch sự lắm, giờ tè tua hết rồi.